Các con bắt đầu theo dõi phần chữa bài tập chuyển đổi câu trực tiếp thành câu gián tiếp dưới hình thức câu hỏi. 20 câu trong đề bài của con đều là hình thức câu hỏi và chúng chia ra thành câu hỏi yes no và câu hỏi có từ để hỏi. Bây giờ theo đúng công thức thì chúng ta sẽ chữa bài với cái loại trực tiếp gián tiếp này. Chúng ta có câu đầu tiên. What's Peter's address? Vậy cái câu này chúng ta phải chuyển thành He asked me what Peter's address was. Và cái động từ is trong câu này đã bị chuyển ra đằng sau thành was. Được chưa? Mà nó không còn nằm trước chủ ngữ nữa, mà nó đã lùi một thì. Và cái động từ tường thuật trong câu này chính là ask me. Câu số 2. Do they like me? Họ có thích tôi không? Anh ta hỏi như vậy, vậy anh ta hỏi tôi, hoặc anh ta muốn biết, anh ta tự hỏi. Vậy trong trường hợp này cô dùng động từ wonder. Wonder là anh ta băn khoăn. He wonder if they liked him. Trong trường hợp này cô đã bỏ mất từ do rồi. Từ do chỉ dùng trong câu hỏi thôi. Thế còn từ liked lúc này đã bị đưa về hình thức quá khứ đơn. Được chưa? Vì nó không còn là câu hỏi nữa. Lúc này nó là câu kể rồi. Anh ta băn khoăn không biết là họ có thích anh ta hay không. Câu số 3. Where do you live? Anh ta muốn biết tôi sống ở đâu. Vậy he wanted to know. Động từ tường thuật trong câu này là wanted to know. Được chưa? Where I live. Không phải là where you live nữa mà là where I live. Anh ta muốn biết tôi mà. Where do you live thì anh mới hỏi. Anh ta mới hỏi là bạn sống ở đâu. Và cái từ you này lúc này chuyển thành I. Còn từ lived đưa về quá khứ. Được chưa? Câu số 5. Have you got a driving license? Bạn có bằng lái xe không? Tức là anh ta đang hỏi tôi như vậy. Đúng không nào? Vậy anh ta muốn biết là tôi có bằng lái xe hay không? Hoặc anh ta hỏi tôi xem tôi có bằng lái xe hay không? Nếu câu này mà cô dùng bằng wanted to know thì cô chỉ việc copy xuống dưới thôi. He wanted to know whether I had got a driving license. Nhưng câu này nếu dùng ask thì sẽ là he asked me whether I had got a driving lesson là xong. Và cái từ I had got đã bị mất cái động từ have vì trợ động từ phải chuyển ra đằng sau. Được chưa? Câu số 5 xem anh ta muốn biết gì nào. How does she know my name? Anh ta muốn biết là tại sao cô ấy lại biết tên của tôi. Được chưa? Có nghĩa là anh ta đúng muốn biết xem là tại sao cô ấy lại biết tên của anh ấy. Bởi vì anh ta đang hỏi tôi mà. Anh ta muốn biết. He wanted to know how she knew his name. Chỗ này cái từ she chúng ta vẫn để nguyên vì nó là một cái đối tượng số 3. Nhưng cái từ know lúc này không được chia ở hiện tại đơn nữa mà phải lùi một thì về quá khứ đơn. Mà nó không cần trợ động từ nữa vì đây không phải câu hỏi. Được chưa? Câu số 6. When is the new manager coming? Anh ta muốn biết gì? Anh ta hỏi gì? Khi nào thì quản lý mới đến? Được chưa? Vậy anh ta muốn biết, anh ta hỏi tôi xem khi nào thì cái quản lý mới đến. He asked me when the new manager was coming. Đảo cái was coming ra đằng sau vì nó không phải là câu hỏi nữa. Không được đảo cái trợ động từ lên trước từ new manager. Và was coming là lùi thì của is coming. Được chưa? Câu số 7. Can you lend me some money? Bạn có thể cho tôi mượn một ít tiền không? Đây thực tế là câu hỏi đấy. Câu hỏi hỏi xem là có mượn cho tôi mượn ít tiền được không? Anh ta hỏi tôi xem là tôi có thể cho anh ấy mượn tiền được không? Đấy, bởi vì anh ta hỏi tôi mà. Vậy trong trường hợp này cái tân nghĩ ngữ me này nó sẽ quyết định cái you này phải chuyển thành I. Được chưa? Và can lúc này đã phải lùi một thì về là could. Được chưa nào? Câu số 8 nha. Why did you come back? Tại sao bạn lại quay lại? Anh ta hỏi tôi, anh ta muốn biết tại sao tôi lại quay lại. Được chưa? He wanted to know why I had come back. Ok, quá khứ đơn đã lùi về quá khứ hoàn thành. Ok chưa? Và không còn trợ động từ đứng trước từ ai nữa. Will I be ready in time? Tôi sẵn sàng chưa? Tức là anh ta hỏi tôi xem là tôi sẵn sàng chưa? He wonder if hoặc whether he would be ready in time. Will I be ready in time?
Tiếp tục nhá. Lùi một thì này, út bì này. Câu số 10. Do you have any plans for holiday? Bạn có kế hoạch đi nghỉ mát hay không? Vậy anh ta hỏi xem là tôi có kế hoạch đi nghỉ mát hay không. Lúc này you đã phải chuyển thành I. Và do you have đã phải chuyển thành I had. Lùi một thì, không còn do nữa. Được chưa? Câu số 11. What time is the meeting? Câu này dễ thôi. Anh ta muốn biết bây giờ là mấy giờ. Wanted to know what time the meeting was. Chuyển is thành was và lùi ra sau meeting vì không phải là câu hỏi nữa. Câu số 12 cũng tường thuật câu hỏi how long. Được chưa? He asked me how long I had been working in my present job. Anh ta hỏi tôi xem là tôi làm công việc hiện tại này được bao lâu rồi. Had been working là lùi thì của have been working. Được chưa? Và have lúc này không còn nữa. Chuyển ra đằng sau chủ ngữ là ai. Câu 13 là câu hỏi yes no. Vậy các con dùng if và whether. Được chưa? He asked me if hoặc whether Susan had come. Đấy, quá khứ hoàn thành nhé. Quá khứ hoàn thành này là lùi của từ did come. Thế còn cái từ last night chuyển thành the night before. Được chưa? Chuyển thành the night before. Không còn the last night nữa. Câu số 14 là câu hỏi yes no phải dùng if hoặc whether. He wondered whether there was any food in the refrigerator. Được chưa? Whether there was, không phải là is there nữa mà there was. Lùi một thì và đổi động từ ra đằng sau. Câu số 15. What are you doing now? Bây giờ bạn đang làm gì? He asked me what I was doing then. Lùi một thì, hiện tại tiếp diễn chuyển thành quá khứ tiếp diễn và chuyển đoạn trợ động từ is ra đằng sau thành was, now chuyển thành then. Câu số 16 là câu hỏi yes no dùng if. He asked me if he could park there. Được chưa? Can I park here? Tôi có thể đỗ xe ở đây được không? Tôi có thể đỗ xe ở đây được không? Vậy trong trường hợp này phải hỏi là he asked me if he could park there. Ở đây I đã chuyển thành he và can lùi ra sang sau và chuyển thành could. Here sẽ chuyển thành there. Những trạng từ chỉ nơi trốn. Động từ thì lùi một thì và chuyển ra đằng sau. Còn trạng từ thì chúng ta sẽ đổi here thành there. Câu số 17 là câu hỏi yes no. Am I doing the right thing? Anh ta tự hỏi là mình không biết là mình có làm đúng hay không. Được không? He wondered whether he was doing. Lùi một thì hiện tại tiếp diễn chuyển về quá khứ tiếp diễn và được chuyển trợ động từ is ra đằng sau thành was. Câu 18 là câu hỏi bắt đầu bằng why. Được chưa? Why did you apply for the job? Anh ta hỏi tôi xem là tại sao tôi lại xin cái công việc đó. He asked me why I had applied. Chuyển quá khứ đơn thành quá khứ hoàn thành và you đã chuyển thành I. Câu số 19 cũng là câu hỏi có từ để hỏi what time do the banks close? Ngân hàng đóng cửa lúc mấy giờ? Vậy chúng ta chỉ chuyển từ hiện tại đơn sang quá khứ đơn thôi. He wanted to know what time the bank close. Được chưa? What time the bank close? Câu số 20. Where has Tom gone? Anh ta muốn biết Tom đã đi đâu. Vậy cái Tom has Tom gone đã chuyển thành Tom has gone. Bây giờ chấm điểm bao nhiêu trên 20 và sau đó thì báo thông báo điểm cho cô.